Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ADK trong phần chơi Pokemon. Và trong thời gian giữa hai tập đó các bạn, ở đây nè, mình đi vòng vòng mình chặt gỗ các bạn để mình mở rộng cái sàn, cái căn cứ của mình ra trong cái series lần này. Thì trong lúc mà mình đi chặt gỗ đó các bạn, mình phát hiện ra ở phía bên đây có một em Pokemon, nhìn nó rất là giống với lại một cái cây luôn các bạn. Nó đi loanh quanh ở phía bên đây nè. Lúc mình chặt cây thì mình thấy em nó, mà bây giờ sao nó đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Thấy nó như một cái cây các bạn, nhìn cũng rất là hay luôn á. Cho nên là mình đang tính là mình sẽ thu phục em nó trong tập ngày hôm nay, để mình thử xem coi em nó có khả năng farm trái cây cho mình không các bạn. Hiện tại là mình cũng đang cần có một con Pokemon để có thể farm được trái cây đó các bạn. Chứ bữa giờ toàn đi lượm bằng tay thôi à, rất là chật luôn á. Còn trong cái CV lần này thì mình không có ý định là mình sẽ bắt mấy con khủng long các bạn, chủ yếu là mình bắt mấy con Pokemon thôi. Cho nên là mình sẽ đi tìm xem coi em nó đâu rồi. Lúc mình chặt gỗ thì mình thấy ăn, còn bây giờ thì tìm lại em nó thì không thấy, chắc đi đâu á, ngoài bờ biển thôi. Mình sẽ đi dọc dọc ha. Nó ở phía bên đây các bạn, đây đây. Nó ngay ở phía bên đây các bạn. Trời ơi, nó đi tới ngoài phía đây luôn nè. Level thì 290 luôn các bạn. Nhìn em nó nè, y như là một cái cây di động vậy đó. Cho nên là trong tập ngày hôm nay mình quyết định là sẽ bắt em nó thử các bạn. Nếu mà có khả năng farm được trái cây á thì ngon luôn ha, farm được berry cho mình. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đã ủng hộ mình ở tập trước. Ở tập trước cũng là một trong những video nhận được rất rất là nhiều like luôn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha. Và để bắt được em nó thì chắc là mình phải chuẩn bị thêm cho mình mấy cái quả cầu Pokemon đi ha. Ở lần trước đó các bạn còn có 6 cái thôi à. Cho nên mình sẽ chế tạo thêm 35 cái luôn hả? Chế tạo vậy thì hơi nhiều ha. Và mình sẽ chế tạo thêm cho mình mấy cái mũi tên nữa bạn, tầm 30 cái nữa đi ha. Hay là lần này mình sẽ chơi bắn xỉu luôn các bạn, để xem cho nhanh hơn. Trong này thì mình cũng đang có thêm cái phần thuốc ngủ nè. Thôi thì lần này mình sẽ chuyển hướng sang bắn xỉu đi các bạn. Bắn xỉu để tem cho nhanh hơn nha. Nếu mà bắn xỉu vậy thì mình sẽ cần bỏ cái phần bỏ cầu đi. Mình sẽ chuyển sang chế tạo mũi tên luôn các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cái con gà này của mình đó bạn. Đây, ra phía bên ngoài để mình đá nó được. Đá cho nó tăng turbo lên các bạn. Con này thì hình như có 4.000 mấy turbo thôi các bạn. 4.000 mấy thì mình đá nó thử một cái thôi. Chà, đá một phát 700 mấy máu à. Cho nên là đá nó thì chắc là nó mau chết lắm á. Mình còn phải kết hợp với lại cái đạn nữa ha. À, cái mũi tên nó mới được. Rồi còn 600 mấy máu thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng tới phương án là bắn cho nó tăng turbo các bạn. Vừa bắn tăng turbo thì mình sẽ vừa thử vận may của mình luôn với quả cầu Pokemon. Thử xem coi, biết đâu may mắn các bạn, nó trở thành đệ tử của mình luôn á. Thì đỡ phải mình tốn cái mũi tên ngủ của mình, đỡ phải đi farm nhiều berry ha. Mình đã phải farm rất là nhiều berry lụm bằng tay các bạn, cho nên nó hơi cực một chút. Ở đây thì chuẩn bị quăng thêm một lần tiếp theo để cầu may nè. Bên một cái với hy vọng em nó sẽ chịu khuất phục. Trời ơi, 7% thôi. Và máu nó đang từ từ dần dần tăng lên nha. Turbo thì mới được có một nửa cây thôi à. Có lẽ như mình sử dụng con gà để đá nó đó thì nó hơi bị mất máu nhiều rồi ha. Và đây thì quăng thêm một cái nữa để cầu may nè. Mình đang có 8 quả cầu Pokemon, mình có thể chế thêm được cho nên không sao hết. Chứ từ từ rỉa nó thôi. Thay vì bắn bằng mũi tên bình thường á thì mình chơi hẳn mũi tên xỉu luôn. Đó, thấy vậy thôi các bạn, bắn cũng lên nhanh ghê ha. Mới đây mà 3.000 mấy turbo rồi nè. Và thêm một cái nữa, nó vừa hết bị búp là mình sẽ quăng tiếp các bạn. Nó vừa lua vừa bắn, vừa lua vừa bắn, vừa lua vừa bắn mới được 10% rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Và em nói thì, ủa sao bỏ chạy vậy? À, con này có vẻ hiền ha, với lại nó đi rất là chậm luôn. Nhìn nó giống như người cây cho nên đi chậm quá. Hy vọng mà con này có khả năng gì đó farm đặc biệt cho mình thì ngon. Và bây giờ thì, thêm một cái nữa này cưng. Đầu hàng đi, đừng có chống cự nữa. Hãy về với đội của anh. Trời ơi, nó không chịu. Ôi, nó chạy luôn bạn. Thường á là mấy con Pokemon á, nó mà trúng cái quả cầu của mình á là hay nó tấn công ngược cái lại lắm. Còn con này thì lại không tấn công lại á. Mà mình sẽ cho nó ăn thêm một cái nữa nè. Thử xem coi có may mắn không nha. Trước khi nó xỉu thì nó có trở thành đệ tử của mình không? À, đây rồi các bạn. Trời ơi. Ngon lành luôn. Cuối cùng em nó cũng đã trở thành đệ tử của mình. Và em nó thì ở đây thôi. Đây rồi. Mình sẽ quăng em nó ra để test thử cái kỹ năng của nó mới được. Đó. Wow, ngon lành các bạn. Để xem coi farm được. Rồi luôn, farm không được gỗ luôn rồi. Farm được trái cây thì không được, chắc chắn là không được rồi. Gỗ còn không farm được nữa mà. Đứng gần mấy bụi berry mà đập không được là coi như là xong rồi. Còn phía bên đây thì đá thì chắc chắn là cũng không được luôn. Kỹ năng thì chuột phải không có nè. Quy, ít, đồ thử xem coi. R, O, đồ, C, đồ. Cũng không có các bạn.
Trời ơi, không có kỹ năng hết à. Để mình ra phía bên ngoài mình đánh thử con Baratest thử à. Trời, Baratest 240 luôn nè. Con này mình thử sức mạnh của nó thử xem coi có mạnh không nha. Ồ, cũng được các bạn. 200 mấy đam một hit thì thuộc dạng là cũng trung bình thôi chứ cũng không được mạnh lắm đâu anh. Cũng tạm tạm thôi à. Và di chuyển thì cực kỳ chậm luôn á. Phải thì em nó có khả năng farm trái cây cho mình thì ngon. Tiếc một cái là em nó không có farm được gì hết à. Cho nên là thôi, mình sẽ đem em nó về với lại bộ sưu tập của mình luôn các bạn. Để em nó đây đi ha. Mà nó đi đâu rồi? Ủa? Ủa? Đi đâu vậy? Đi đâu? Nó nhìn đi. Ok. Ủa nó đi đâu hả? Ui. Nó hành tung rất là bí ẩn luôn á. Nó chạy qua chạy lại nè. Nhưng mà không biết nó đi đâu hết á. Và mình thì cũng lên cấp rồi, cộng thêm một chút tốc độ nữa để mình hit and run cho nhanh hơn nha. Và hôm nay các bạn, mình sẽ sử dụng cái em Pokemon ma của mình nè, mới bắt được ở tập trước các bạn. Mình sẽ chặt cộng thêm một chút tốc độ cho em nó, để mình đi qua hướng phía bên chỗ cây cột bế bên đây các bạn, để nghiến nghía thử xem nữa ha. Phía bên đó là con boss gì trong cái map The Center này lần này. Map này thì mình chưa chơi bao giờ hết bạn, cho nên mình cũng chưa có biết cái con boss ở trong đó là con boss gì. Cho nên sẵn thì mình sẽ đi qua phía bên đó để mình nghía thử xem coi. Sẵn trên chuyến đi các bạn, đi vòng vòng mình khám phá xung quanh. Cái đảo đây là lần trước mình khám phá hình như là không có con gì hết á. Hôm nay ghé lại thử xem coi có con gì không. À, cũng không có con gì trên này hết các bạn. Cái đảo này như đảo hoang á, không có con chứ. Đảo phía bên kia thì ngược lại, có rất là nhiều Pokemon ở trên đó luôn. Còn cái đảo đó là sao á. Nhưng mà ở bên đây thì có rất là nhiều luôn nè các bạn. Đó, mấy em Pokemon trên này rất là nhiều luôn á. Cho nên là lướt lướt sư sư qua phía bên đây một cái. Ôi, có con khỉ. Con khỉ này level có 40 thôi các bạn. Bên đây thì có thêm một cái con này, nó là nhìn cũng kiến lắm. Nhưng mà level cũng có 170 thôi. Còn phía này thì ly căng róc. Ly căng róc thì level 40 thôi các bạn. Mấy con 40 nhiều quá. Bên đây có con khỉ nữa nè. Trời ơi, 50 thôi. Thôi, đi dọc qua phía bên đây luôn các bạn. Để dần dần mình đi vô chỗ cây cột đánh boss luôn á. Và nghiến nghiến xung quanh luôn. Vừa đi vừa nghiến nghiến xem coi có con gì không. Bờ te rồi nó thôi, bờ te không có. À, cái con gì nữa bạn. Ui, cái con nha. Qua là đến gì nè các bạn. Con này thì lần trước mình có đánh một lần các bạn, ở level 90 thôi. Nó đánh mình muốn sấp mặt luôn nè. Con này mạnh lắm nè. Con này nhiều bạn nói là có thể tiến hóa lên thành cái con mà có cái gai trên lưng á. Cái con à, đây, phía bên đây các bạn. Đó, tiến hóa lên thành con này. Con này là ở dạng cuối nè. Còn con phía bên đây hình như là cái con ở dạng level 2. Còn một con ở dạng cấp 1 nữa các bạn. Cấp 1 là con nhỏ nhỏ hơn nữa. Tiến hóa lên thành con này nè. Sau đó tiến hóa lên thành con bên đây. Chắc là hôm nay mình bắt thử con này đi các bạn. Để luyện cấp tiến hóa thử nha. Test thử khả năng tiến hóa luôn. Được 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 á nha. Nhưng mà khoan đã, để mình lượn từ từ các bạn. Vào chỗ cái cột đánh boss mình nghiêng 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 ở phía bên đây thử một cái nha. Trên coi có gì không. Đây có con Baratest nữa nè. Đánh, đánh luôn. Đánh con Baratest để mình lấy thêm cái phần nguyên liệu nữa chứ. Sau này còn chế tạo mấy cái máy móc của bản mod Pokemon nữa các bạn. Mấy bản mod móc mấy cái máy móc của Pokemon đó là cần có nhiều mạch điện lắm, cho nên phải farm. Phía bên đây thì có con này hả, mà không cần. Và vô trong này thì T-Rex nữa nha. Rồi T-Rex 190 luôn các bạn, thấy gớm quá vậy. Và trong này thì có một em, rồi một em gì chắc xanh xanh chết ha, hình như con khủng long cute đó các bạn, nó chết ha. Ở bên đây thì T-Rex đang bị con Cerberus nó đánh, cho nên mình sẽ vô mình đánh phụ các bạn. Đánh phụ con này chắc bây giờ phải cho lên chút sức mạnh đi ha, cộng điểm cho nó từ từ các bạn, xem của em có tiến hóa được không. Và trong kia thì có con ma nữa kìa. À, ma đó thì level có 40 thôi. Và con này của mình đánh không có đam, cho nên đánh cũng hơi bị lâu á. Mình sẽ dụ dụ nó ra phía bên ngoài để mình nghiến nghiêng cái cây cột đánh boss thử ra. À, có con trên này, đánh nó luôn các bạn. Đánh mấy con này được nhiều chi tiên lắm nè. Mình không biết tại sao một con ma thì lại có rất là nhiều chi tiên luôn, cho nên là xử nó mới được. Lắc léo cái kiểu lên trên này để góc nhìn dễ đánh hơn. Đánh cái con ma này cũng khó đánh quá ha. Nó đánh mình có 30 máu thôi các bạn, còn mình đánh thì nó là rất là mạnh luôn á. Đây rồi, em nó cũng đã ra đi và được chi tên nữa không. Đánh con ma thì được chi tên, và con T-Rex nó ăn thịt con kia nó hồi máu lại rồi các bạn. Ôi ôi ghê quá vậy. Mình sẽ dụ dụ nó xuống phía bên dưới đi ha. Con này không có đam cho nên là lát nữa mình bắt cái con kia các bạn. Đúng rồi, để dành con T-Rex này là các bạn, bắt cái con kia mình sẽ đánh nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nó sẽ chuyển hướng sang cắn con Baratheon các bạn. Còn mình sẽ lên trên này để mình nghiến nghía thử xem coi cây cột đánh boss là trên này có gì nha. Đầu xuống một cái. Ok. Là nhìn thử xem coi trên này có gì các bạn. Cũng ba con boss tương ứng với cấp độ. À, còn có anti-pass nữa ha. Phía bên đây thì cần có thêm những cái nguyên liệu phụ nữa từ những cái con khủng long nè.
Còn phía bên đây thì còn có rất rất là nhiều nguyên liệu các bạn, cộng với anti-fat luôn. Và con boss lần này tên là The Center Guardian nè. Vậy là nó có ba cấp độ các bạn. Map này già chỉ có một con boss thôi, giống như những cái map lần trước ha. Có một con boss và mình phải tìm anti-fat để có thể đánh được nó. Trong series lần này là series Pokemon, không biết là mình có nên đánh boss không nữa. Và trong này thì có con sấy đuôi nữa bạn. Ôi, cái con sấy đuôi đó là gần là mình bị dính đam nữa bạn. Đam diện tích của nó cũng rộng ha, cứ là gần là bị dính rồi. Và ở đây thì có con 270 luôn ha. Thôi, nhưng mà mình sẽ bắt cái con nhỏ đấy bạn, để mình thử khả năng tiến hóa lên ha. Phía bên đây thì có nhiều những cái con hại cỏ quá. Giờ đây mình sẽ bắt ở phía bên ngoài nè. Nó đâu rồi không biết. Sẵn trong lúc mình cưỡi con này thì mình sẽ chế tạo thêm mấy cái quả cầu Pokemon nữa các bạn. Bấm thêm một cái để chế tạo thêm nha. Mũi tên ngủ của mình thì vẫn còn. Bởi còn baby hồi nãy ở phía bên đây, đây rồi. Nó thì còn có nửa cây máu đó các bạn. 4.000 mấy tư vô hả? Ây da. Ôi, nó ăn cấp độ mình. Đánh cho nó một phát liền, giỡn. À, có mấy con chuồn chuồn dưới này nữa. Mình sẽ dọn dẹp khu vực này dưới này an toàn hết đi ha. Con này thì máu yếu quá ha. Mình chắc là không sử dụng con gà để đá nữa đâu. Mình sẽ bắn bằng cái mũi tên này luôn các bạn. Đó, con này thì mạnh lắm nha. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó đánh mạnh lắm á. Mà tiến hóa nó lên nữa thì chắc là sức mạnh của nó khủng khiếp lắm nè. Đây rồi, mình sẽ bắt nó về làm siêu chiến binh của mình. Con này hình như là theo như mình biết các bạn, là nó hệ cỏ nè. Sau khi nó tiến hóa lên thành hệ giác đấu với lại cỏ, nó có hai ui chết chết chết, hư cây nỏ của mình luôn rồi. Ôi ơi, đang bắn nửa chừng. Ủa, tu bơ của nó tụt xuống cũng nhanh lắm. Trời trời, bây giờ mình phải về. Ôi, có con ma nữa nè. Con ma này thôi. Thôi, mình đi về bạn, để mình sửa cây nỏ lại nhanh nhanh mới được, để mình quay trở lại mình bán nha. Mình sẽ bỏ cây nỏ vào trong này các bạn để sửa lại. Ui, nó cần có mây tờ các bạn với lại gỗ ha. Gỗ trong này mình có nè. Mây tờ thì trong mấy cái lò nung này thì chắc là có. Ui, nó nấu xong hết luôn các bạn. Vậy là sắp tới phải đi farm thêm mây tờ để cho mấy cái lò nung nó hoạt động thêm. Và sửa cái cây này lại luôn một cái. Bữa giờ bắn mà mình quên để ý xem coi nó có bị hư không, sắp hư và bắn nó chút xíu cái nó hư luôn à. Rồi, bây giờ thì có cây nỏ. Nhanh nhanh quay trở lại luôn các bạn, tốc độ cao, tốc độ cao. Thêm một chút tốc độ nữa đi ha. Tăng điểm cho em nó từ từ xem coi em nó có tiến hóa không nữa. Và hôm nay các bạn, mình sẽ thu phục luôn cái em baby ở phía bên đó. Nhìn cute đó đó ha, để luyện cấp cho em nó thử xem coi có tiến hóa thành công không nha. Rồi mình mới vừa sửa xong cây nỏ các bạn, bây giờ thì bắt đầu bắn em nó thôi. Em nó bắt đầu tuột turbo xuống rất là nhanh nè, mình bắn nó một cái. Rồi, hit and run thôi. Rồi, hai con. Ui, con này nó có tinh thần đồng đội rất là cao các bạn. Bay đàn nè. Bắn một con rồi, hai con nó đứng gần nhau là nó thấy mình, nó dí mình luôn á. Giống giống kiểu con khủng long ba sừng á. Bắn đồng đội nó là nó sẽ dí mình luôn á. Nhưng mà con này thì chân ngắn, đi cực kỳ chậm luôn á. Cho nên là cứ rỉa từ từ thôi. Bên kia thì có con ma nữa. Con ma đó chắc đã để farm item thôi. Bây giờ mình không cần con ma nữa đâu. Mình chỉ cần em này thôi. Bắn em nó luôn. Con này thì máu ít quá nó che lẫn nhau nữa nè. Và né 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 ra nha, con này mạnh lắm các bạn, với cái sức của mình nó giả một quá chắc là đi luôn á, cho nên là phải cẩn thận với nó. Hai con này đi che với nhau cho nên là mình thấy con nào giống con nhím các bạn mình sẽ bắn nó luôn á. Đó, cái con này có nhím mũi tên nhiều á là bắn, và mình có thể đi lui về bắn được nè. Bắn liên tục, bắn liên tục, chắc phải tách bớt một con ra quá. Mình sẽ thử vận may của mình ha, thử vận vận may của mình một cái, thử xem coi có được không nha. Nếu mà thành công thì đỡ tốn mũi tên của mình, còn không có thì đây mình sẽ thử cho cái em Pokemon của mình ra phía bên ngoài các bạn để tấn công cái con nha, cái con kia mới được. Đâu rồi, chạy hả cưng, tấn công tấn công tấn công, đúng rồi. Còn mình đó thì mình sẽ chơi với con này một chút, bắn từ từ nó. Ôi, con gà của mình đá toàn hụt thôi các bạn, đi theo coi nó đá thử thôi. Ok, đá toàn hụt quá. Con nó được cái đá mạnh đó bạn, đá một phát 700 mấy đam luôn á, nhưng mà đá hụt nhiều lắm. À, sắp sửa em nó cũng ngủ thôi, thử thêm một lần nữa các bạn, thử vận may nha. Mặc dù nó sắp ngủ rồi nhưng mà thử một cái nè. Và mấy con kia thì né né ra, như mấy con quỷ nhỏ nhỏ kia, và có 3% thôi các bạn, máu của nó còn nhiều á, cho nên là phải tiếp tục. Và sắp sửa cũng được rồi, đây rồi, thêm một mũi nữa thôi là được, mà mình nghĩ chắc là cũng đủ mũi tên đó bạn, từ từ nó cũng sẽ xỉu thôi. Và chạy đi đâu được nữa. Ok, rồi quăng cho nó một cái, né né con ma ra ha. Con kia của mình thì không biết đâu rồi, không biết nữa, đang chiến đấu ở phía bên kia đúng không. Ôi, 33% luôn các bạn. Được ghê ha, và em nó xỉu rồi. Con kia của mình thì nó ở phía bên này, không biết là đánh đánh sao rồi nữa, có khi là nó bị đánh chết luôn cũng nên. Nó đây nè các bạn. Ôi, đánh chết con kia rồi hả, hay vậy. Mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công thêm các bạn, đúng rồi.
lên trên này để tấn công ha. Trong lúc chờ đợi con kia thì cho nó dọn dẹp bờ biển cho nó an toàn đã. Và phía đây luôn cưng, đánh mấy con khủng long dễ trâu cho nó dọn dẹp cho nó ngon lành. Mình thì quay trở lại thử xem coi. Phía bên đây thì em nó đây nè, vẫn còn đang cà giật. Thêm một cái nữa, mặc dù là 33% nha. Và cuối cùng, đây rồi. Xem em nó thử xem coi. Nằm đây nè, ngay số 9 luôn các bạn. Trời ơi, ra phía bên ngoài luôn. Đó, mình sẽ thử sức mạnh của nó luôn các bạn. Đây, con này thì, ủa, đó, ui, chưa có trọng gì hết các bạn. Con quỷ này nó mạnh lắm luôn á. Nhìn mặt nó cung te hồn nhiên ngây thơ vậy thôi, chứ còn nó đánh nó thì rất rất là mạnh luôn các bạn. Mạnh hơn con rà chiến của mình nhiều hơn. Và khả năng đánh, ui, đánh vô con đô đô kìa 1.200 máu các bạn. Quá dữ luôn á. Khủng khiếp, khủng khiếp. Đá thì một cái nè. Đó, con cũng biển này thì ra đi liền. Ok, con kia chắc là mình sẽ cho nó vô trong có cầu được ha. Đây, rồi lại ba giờ lơ lửng nè, mình sẽ cho nó vô trong gói cầu lại đấy các bạn. Còn con này mình sẽ cưỡi đi để mình đánh cho nó các bạn, luyện cấp cho nó thử xem có tiến quá không nha. Con này thì trội lên cấp nhanh như vậy, cộng thêm cho nó chút máu đi, lên sức mạnh thêm các bạn, để xem coi nó đánh cỡ nào ha. Thử sức mạnh là phải thử như mấy con đô đô nè, thử xem coi. Trời ơi, 1.000 mấy các bạn, con này mà tiến quá lên nữa mình nghĩ chắc là mạnh lắm á. Và mình sẽ cho cái con ma kia nó follow mình luôn, để nó đi theo mình các bạn, nó được thưởng nó điểm kinh nghiệm luôn ha. Đây đây đây, follow follow luôn, để xem coi em nó sau này có tiến quá được không. Còn hôm nay mình sẽ tập trung vào luyện cấp cho mấy cái con nhỏ này của mình trước đi. Phía bên kia mình thấy hồi nãy có con T-Rex nữa. Ở đây thì một cái, ui, T-Rex bây giờ không phải đối thủ nữa rồi, đập vài phát thôi. Con kia nó chìm nó cả ếch của mình, không được, đánh nhanh mới được. Ok, được rồi, được rồi. À, có con này nữa bạn, tiến quá lên thành thành nó nè, mình sẽ đánh nó luôn. Ồ, chưa kịp đánh mình luôn á. Nó thì level có 190 thôi. Mấy con kiến ở đây thì farm luôn, để lấy luôn. Và ở đây thì có con cây nữa nè. Con cây này level 270 luôn các bạn, mà không có farm được gì hết á. Cho nên là đánh nó luôn để luyện cấp mới được. Đây rồi, con đại của mình thì lên thêm 14 cấp nữa, lên thêm sức mạnh nữa các bạn. Con này thì chắc là ăn thịt rồi ha. Ở đây thì có thêm một con nữa nè, 30 nha. Tử em nó luôn. Mình sẽ đi vòng vòng này các bạn, để mình vừa đi vừa luyện cấp và vừa nhí xem những con gì đó độc lạ nữa không. Phía bên đây thì có con này nhìn giống sư tử quá vậy. Nó có bờm sư tử bạn, nhưng mà level có 40 thôi nha. Cho nên là thôi, xử em nó luôn. Đánh em nó để lấy thêm cái nguyên liệu này nè các bạn. Nguyên liệu này cũng đặc biệt lắm á, sử dụng cà ráp cho sau này. Cho nên là phải lấy chiêu tầm đem về mới được. Có cá sấu da xanh nữa nè, 200 thì ra lệnh cho con ma của mình nó đánh phụ nữa chứ. Và em nó thì tiếp tục lên cấp, được một cấp nữa thôi. Tìm mấy con bự bự đánh cho mau lên cấp hơn. Có con dơi nữa nè, dơi này thì level 30, xử em nó luôn. Một phát, mình sẽ tập trung vào đánh những con Baronto đi các bạn, để được nhiều điểm kinh nghiệm hơn ha, lên cấp cho nhanh hơn, để nâng lên từ từ xem tụi em này có tiến hóa được không cái đã. Nó còn dây đánh phụ mình rồi đó. Khi một phát nữa nè, bây giờ thì 2.000 mấy đam một hit rồi các bạn, mạnh hơn nhiều ha. Phía bên đây thì có Baronto nữa nè, level 40 nha. 40 thì hai phát là đi à. Con dây của mình đánh có 100 mấy đam hả bạn, trong khi con này đánh có tận 2.000 mấy đam luôn. Đây thì diện ly cà ly bờ biển luôn. Mình đang đi qua phía bên đây các bạn, mình thấy thêm một con Pokemon mà tiến quá dạng cuối nè. Cái con mình đang cưỡi luôn các bạn. Đó, nhưng mà nó đã tiến quá dạng cuối ha, level cũng 290 luôn nè. Cũng ngon rồi á. Mình đang suy nghĩ xem có nên bắt nó hay không đây. Bắt nó thì hơi tốn quả cầu ha. Nhưng mà con đó thì nhìn cũng hay. Vậy con này của mình thì là con đực nữa ha. Con này của mình là con đực các bạn. Còn con này thì cũng là con đực luôn ha. Nếu mà bây giờ mình bắt là mình sẽ có hai con đực và nhân giống không được á. Không biết mấy con Pokemon nữa bạn, nó có đẻ được không nha. Nó sinh sản và nhân giống được không nha. Nhưng mà hai con đó thì thuộc cùng một giới tính rồi, cho nên là thôi, chắc là mình phải xử lý em nó thôi các bạn. Xử lý em nó luôn đi ha. Đây, đánh luôn các bạn, để thử xem nó đánh lại mình coi cỡ nào. Ủa sao nó đánh mình không được. Ây da, đưa đầu cho nó đánh các bạn, nó đánh thấy cái cảnh liền ha. Đó, mấy con ngoài hoang dã chưa có lên sức mạnh đó các bạn, thì nó đánh mình rất là đau luôn á. Sau khi phần phục xong rồi luyện cấp cho nó nữa thì chắc là khủng khiếp lắm á. Con này mà tiến quá lên được nữa thì ngon luôn á. Và đại sử có con này luôn cái. Và nãy giờ đó bạn thì cũng lên được ngồi thêm có hai cấp nữa ha, cộng thêm sức mạnh thêm một cái nữa đã. Nãy giờ mình vòng vòng ở ngoài bờ biển các bạn, toàn là mấy con kiểu như Bastion được thôi à, mấy con Baronto rùa được ha, và mấy con Pokemon nhỏ nhỏ khác nữa cũng tầm lum tầm la lội hết à. Mấy con đó thì mình đã xử tụi nó hết rồi, kiểu như level thấp quá không cao, cho nên là xử tụi nó hết để lên cấp. Bên đây thì mình chắc là cũng sẽ nhanh nhanh clear đấy ha. Mình sẽ để dành điểm nữa các bạn, nhiều nhiều điểm mình sẽ nâng luôn một lần ha, để nhiều khi trong lúc mình nâng điểm nó tiến quá lên á.
Các bạn nói là nếu mà nó tiến quá lên các bạn thì giống như cũng như những cái mod lần trước đó mình chơi đó, như là cái mod gì Grim Mục Vi đó bạn, đồ trong người nó sẽ bị mất hết á, cho nên là mình phải canh bạn, mình lấy đồ ra hết. Có một điểm nè, mình sẽ bây giờ mình sẽ tích điểm nhiều nhiều một chút đi ha. Với sức mạnh này thì đánh mấy con này cũng nhanh chết rồi, cho nên là tích điểm nhiều nhiều một cái, mình sẽ nâng lên một lần luôn. Rồi nãy giờ mình đi luyện cấp cho em này đó các bạn, thì em nó thì đã lên được tích nãy giờ các bạn lên được 13 cấp rồi nè, cho nên bây giờ mình sẽ lấy hết đồ của em nó ra đi ha, bắt đầu cộng thêm và mình sẽ, ôi trời nặng quá các bạn, đi không nổi luôn rồi, chắc là phải cho em nó giữ bớt cái phần thịt đi các bạn, chuyển sang thịt sang cái phần cho cái con này của mình đó đã. Và phía bên đây thì cho nó xác xác vô phía bên đây một chút, con ma kia thì cho nó gần gần hơn chút, sao nó cứ đứng xa quá. Mình sẽ cưỡi em nó qua phía bên đây luôn cái đi anh, đây rồi đã đứng gần gần rồi, bên mình chuyển cái phần thịt qua phía bên đây một cái, để khi mà tiến quá lên bạn lỡ mà có bị mất đồ á thì mình cũng vẫn còn đồ trên người của mình ha. Và mấy cái này thì cất dục bỏ hết đi, đỡ chặt người của mình rồi, mình cũng có thể đi được các bạn. Và em nó thì đã cộng được 37 điểm sức mạnh này ha, với một điểm máu nữa các bạn, vậy là còn 38 điểm đi ha. Mình sẽ cộng thêm 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ôi, 47 điểm các bạn. Wow, tiến quá rồi nè. Vậy là cộng thêm 40 mấy level nữa thôi các bạn là em nó bắt đầu tiến quá lên nè. Đúng y luôn các bạn, tiến quá lên thành cái con này có cái gai lĩa chĩa dĩa chĩa trên lưng các bạn. Và chỉ số đam của nó thì 61 ha. Rồi chỉ số quay của nó với lại tốc độ của nó kìa, Oxy và Tamina các bạn. Máu của nó thì được có 50 mấy thôi ha. Và ôi, nó chuyển sang con cái rồi các bạn. Hồi nãy là con đực mà ha. Rồi nó chuyển sang con cái luôn rồi. Biết vậy hồi nãy mình để lại cái con kia các bạn. Hồi nãy mình thấy có con đực ha. Biết vậy để lại để mình thu phục, mình thử nghiệm xem con nó có sinh sản được không. Mấy em Pokemon này không biết có đẻ được không các bạn. Không biết có đẻ trứng giống như con khủng long được không ha. Bây giờ thì thử sức mạnh của nó mới được. Này có con ma đây kia hả? Nó tấn công mình dữ vậy. Rồi nó dí theo đánh mình kìa. Bỏ đang chơi với con ma kia của mình này, xuống 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 dưới này cưng. Đây rồi. Nó đang đánh với con ma kia của mình. Mình sẽ cho nó xuống dưới này đi ha. Rồi cho em nó follow mình luôn. Đánh cho một cái này. Ui. Wow. Thôi thôi để mình coi đây. Con này thì sau khi mà mình tiến quá cho nó lên thì cái phần điểm kinh nghiệm của nó bạn cũng được reset về luôn nè. Điểm của nó cũng reset hết luôn hả các bạn. Vậy là phải luyện cấp lại nhưng mà nó mạnh hơn. Wow, ngon 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 á. Mình có thể bắt từ cái con nhỏ rồi sau đó tiến quá lên cho vui cũng được. Còn nếu mà đỡ mất thời gian thì bắt hẳn cái con tiến quá sẵn luôn các bạn cũng được luôn á. Mà ra phía bên ngoài thì nãy giờ mình làm một vòng đảo luôn các bạn, quay trở lại sắp sửa tới cái chỗ cái cột đánh boss nữa rồi nè. Và vòng ra phía bên này, con này thì mình sẽ cho nó lên. Ồ, nhưng mà máu nó ít hơn con kia một chút rồi ha. Cộng thêm một chút máu cho nó và thêm một chút sức mạnh lên đó các bạn. Máu như có vẻ như yếu hơn cái con nhỏ hồi nãy rồi, nhưng mà mạnh hơn rất là nhiều luôn á, 4.000 đam luôn các bạn. Ôi thôi, con kia hồi nãy mình cộng quá trời điểm luôn các bạn, nhưng mà có 3.000 mấy thôi anh. Con này cộng thêm mới có chút xíu thôi á mà lên rất là nhiều luôn. Mình sẽ đánh thêm mấy con này nữa các bạn. Đó, phiên bản tiến hóa cuối cùng mà, cho nên rất là mạnh luôn. Phía bên đây đi ra ngoài bờ biển luôn các bạn, xem coi hồi nãy giờ các bạn mình lia hết ngoài bờ biển rồi, xem coi nó có xuất hiện ra con gì mới nữa không. Tình như phía bên đây thì có mấy con chó này thôi ha. Chó này mình có rồi. Mấy em này thì xử em nó hết nha. Ây da, nó đánh trúng mình luôn, mất ghê chứ. Và mấy con chim biển ăn cắp đồ nữa kìa. Mấy con đó thì thôi né né ra đi ha, dễ bị mất đồ lắm. Giờ này có carry, xử em carry luôn. Đánh em carry luôn ha. Carry thì farm trái cây ngon lắm á. Nhưng mà trong cái series lần này mình quyết định các bạn không sử dụng tới những con khủng long nha. Cho nên là chỉ sử dụng tới Pokemon thôi. Và phía bên kia thì có thêm một con. Ui, con cái hả? Trời ơi, hồi nãy có con đợt ha, con này con cái nhưng mà level có 40 thôi à. Đánh thử em nó một cái các bạn. Bập một phát, dữ dội dữ dội, 4.000 đam. Con này chắc là sẽ làm cho nó thành siêu chiến binh các bạn, võ sĩ giác đấu của mình nha. Con này nhìn cái vai của nó, cái phần trên vai của trên lưng của nó bạn, nhìn thấy là kiểu giống như tăng cơ rồi ha. Đã vậy còn đánh mạnh nữa chứ. Mình đi dọc ngoài bờ biển nãy giờ đó bạn, luyện cấp đó thì em này của mình lên thêm 8 cấp nữa rồi, mình sẽ cho lên thêm một chút sức mạnh đó đi ha. Máu của nó thì đang hồi phục lại từ từ các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống phía bên dưới, lặn xuống phía bên dưới này luôn. Mình thấy có con cá voi dưới này nè. Con này thì lặn xuống dưới đó bạn, đi thì cũng rất là chậm luôn ha. Chỉ có con ma của mình á vẫn là số 1, vừa bay được mà vừa di chuyển được nữa. Bây giờ thì cắn một phát 5.000 mấy các bạn, gần 6.000 đam luôn rồi. Con này thì cho một phát một là đi rồi. Trời ơi,
xuống kiểu như lấy cái gai các bạn chĩa nó ha. À quên nữa, mình chưa thử kỹ năng đặc biệt luôn các bạn, nãy giờ toàn là đi kiểu như đi đánh bình thường không à. Quên quên quên, đây mình lên phía bên trên mình thử kỹ năng đặc biệt luôn cái ha. Mốt tầng này không có nhiều kỹ năng lắm, và chuột phải thì ôi con này chuột phải không có bạn, XC Trần Tròn R gì đó, Q E O thì cũng không có luôn. Vậy là chỉ có chiêu đánh bình thường ha, kiểu như đấm đó bạn. Rồi bây giờ mình mới để ý nha, trên tay của nó là cũng có gai nữa ha. Ở phía đây thì có mấy con nhỏ nhỏ nữa nè. Con này level 190 hả, đấm cho nó một phát tưng lên luôn các bạn, dữ dội ha. Mình tiến quá rồi, con nó lên bây giờ thì cực kỳ mạnh luôn. Phía bên đây thì có con này hả, con nó bay khó đánh lắm các bạn. Nãy giờ mình thấy mấy con nó cũng nhiều ha, nhưng mà kiểu nó bay bay á khó đánh lắm. Nãy giờ mình đi dần luyện luyện vòng vòng đó các bạn, luyện cấp cho em đệ của mình thì mình cũng đã về tới căn cứ rồi. Bây giờ thì ra phía bên ngoài luôn, mình cũng đã cho nó vô trong quả cầu Pokemon các bạn, đó level 5 chấm mấy luôn nè, cho em nó ra phía bên ngoài luôn các anh. Rồi đó, siêu chiến binh của mình trong tập ngày hôm nay các bạn, và em gà của mình thì cũng cho ra phía bên ngoài luôn. Đây rồi, và phía bên đây thì hồi nãy cái con kia của mình nó chạy đâu rồi ha, cái con cây á. À con cây ở phía bên đây đó bạn, mình đang để nó ở phía bên đây nè, nhưng mình nó không có farm được gì hết à. Cho nó thêm một chút sức mạnh đi, con này mình cứ tưởng là nó sẽ farm được cho mình gỗ hay là berry được các bạn, nhưng mà kết quả là em nó không có farm được gì hết ha. Khả năng chiến đấu thì cũng tầm tạm thôi. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó bạn, mình đã tiến hóa thành công được em Pokemon đầu tiên mình có thể tiến hóa được nữa bạn. Đây là em này ha, siêu chiến binh của mình các bạn. Đi vòng vòng nãy giờ thì em nó lên được thêm nữa nè, chắc là cho nó thêm một chút máu nữa đi ha. Rồi phần còn lại thì dồn vô sức mạnh của nó bạn, để đánh mạnh hơn nữa ha. Rồi giờ thì thử sức mạnh của nó với lại con ở phía bên đây một cái, cũng là ba sừng gần nhà các bạn. Một phát ui 6.000 mấy đam mà các bạn, ui sắp sửa lên 7.000 đam luôn ha. Con này phải nói là cực kỳ mạnh luôn á. Và ra phía bên ngoài hên quá, mình không có bị lỗi lên lẫn các bạn. Và con ma này của mình thì mình cũng sẽ sắp xếp nó vào trong cái đội hình luôn đi á. Ok đó, như vậy là trong tập ngày hôm nay thì mình cũng tiến hóa thành công được một em Pokemon, và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết cái series Pokemon ARK lần này của mình thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực nghiên cứu làm thêm những video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.